Em xin chào tất cả các bác yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Hiện đã là gần 3 giờ sáng rồi các bác ạ, mà em không thể nào ngủ được. Đêm nay thấy nhớ Tây Nguyên, nhớ khu vườn mấy ngày nào mà mình hàng ngày gần như là toàn thời gian ở trên giàn để chăm sóc cây, để quay video cho các bác cùng xem. Đấy cũng là một cái kỷ niệm mà với em mà không bao giờ có thể phai mờ được. Đêm nay cũng thấy day dứt và nhớ Tây Nguyên nhiều lắm. Mở một video mà mấy năm trước em có đăng tải, thấy nhiều điều còn dang dở chưa làm được các bác ạ. Khi chuyển về quê thì việc đầu tiên em làm đó là xây dựng một cái giàn 2 tầng cũng ở gần nhà. Và gần đây thì công việc rất là bận cho nên em không có lên video thường xuyên về vườn lan được. Cũng một phần là do khi xây dựng một vườn lan mới thì cây cối rất là bề bộn, cho nên là mình cũng chưa thể nào đặt máy để mà quay mà trò chuyện với các bác ngay tại giàn được. Hy vọng là sớm em sắp xếp mọi cái cây cối ổn định, em lại trò chuyện với các bác ngoài giàn. Đấy là cái nơi mà rất nhiều những cái cảm xúc khi chúng ta nhìn thấy những cái cây lan chúng ta thực hiện trồng, chăm sóc ở chính cái khu vườn của mình. Thì trong video này em mời các bác cùng em xem lại một cái video khá là ấn tượng về khu giàn mà em đã xây dựng ở đất Tây Nguyên, nơi có giàn quế tại tầng 4 và những điều dang dở khi mình chưa thể nào làm trọn vẹn được bởi rất nhiều những yếu tố liên quan đến bản thân, gia đình, cho nên là phải tạm thời chia tay Tây Nguyên các bác. Bây giờ mời các bác cùng xem video với em nhé. Em xin chào tất cả các bác yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay thì nhân tiện vườn quế nở ra rất là nhiều những cái bông hoa thơm phức cả một cái khu vực, em lại quay trở lại với cây quế, một dòng dáng hương mà cách đây 3 năm em có giới thiệu với rất nhiều bác về cái nét đẹp, cách trồng, cách chăm sóc để có được những cái chậu quế đẹp. Sau 3 năm thì những cái cây quế của em bây giờ nó như thế này các bác ạ. Thực ra thì khu vực này em để cũng không phải là nhiều, bởi cái thú chơi quế của em thì nó gắn liền với 5-6 năm trời rồi. Có những chậu thì cực kỳ khủng luôn, và gần như từng sàn nào em cũng để những cái chậu quế len lỏi với những cái dòng cây khác, ví dụ như phi điệp hoặc trầm. Em rất thích chơi quế các bác ạ. Quế có một cái nét đẹp mà chỉ những người nào mà được chiêm ngưỡng những cái giò quế lớn và đi cùng với nó theo một chiều dài thì mới hiểu được sự khó khăn của cái việc chăm sóc được những cái chậu quế mà giữ được những cái lá gốc cho đến ngọn. Khi mà mùa hoa nở, chiêm ngưỡng được cái hương thơm rất đặc trưng của quế phảng phất trong gió thì mới thấy được cái giá trị của một dòng lan. Gần đây thì có rất là nhiều bác nhắc em sao lại không quay những cái dòng lan khác nữa, hoặc là ít quay, các bác muốn nhìn và chiêm ngưỡng những cái dòng lan khác ngoài phi điệp. Thì thông qua video này cũng là một dịp để cho các bác cùng được thấy lại hình ảnh những cái chậu lan có cái nét đẹp rất tuyệt vời ngoài những cái dòng lan mà lâu nay em vẫn hay giới thiệu. Quay trở lại một chút, cách đây tầm 2 năm em có xuất tầm 500 chậu quế, cũng size với là những cái chậu quế mà các bác đang nhìn trên màn hình. Thì hiện tại các bác cũng là dịp, cũng là cái tháng nở hoa thì các bác trả hình hoa rất là nhiều.
và gửi lời cảm ơn cũng như là tặng cho những cái câu thơ rồi là những cái lời khen về cái nét đẹp của cây. Em rất là cảm ơn tất cả các bác nhé. Để chơi được quế thì cái quan trọng là chúng ta phải biết chọn được cái giống. Chúng ta nếu mới chơi thì chỉ nghĩ à cái giống quế đơn giản là vậy thôi, nhưng không phải vậy đâu các bác. Chơi quế cũng phải cần có rất nhiều thời gian để tìm tòi, sàng lọc và bắt đầu đi vào cái việc mình sưu tầm những cây giống khai thác từ trong rừng về, từ đó chúng ta thực hiện trồng vào chậu. Quế là loại đơn thân rễ gió và nó xếp theo nhóm là giáng hương. Sự phong phú của cây quế cũng rất là cao các bác ạ. Ví dụ như là xét về cấu trúc thân lá thì nó có là dòng quế lá lướt, quế lá xếp, quế xếp cổ rụt, và đặc biệt là theo mùa hoa đó là quế tháng 4 và quế tháng 8. Thì những cái dòng quế mà được đánh giá là cao nhất đó là những cây quế mà nó hội tụ được những cái điểm cao nhất mà anh em hay săn lùng. Thứ nhất nó là quế tháng 8. Cái thứ hai là xếp và rụt, đó là những cái dòng quế mà chúng ta sẽ xác định là đi cùng với chiều dài của nó để có được những cái chậu cực kỳ đẹp luôn. Bởi vì sự gọn gàng xếp những từng lá lên nhau, rụt lại nhìn nó rất là bắt mắt các bác ạ. Có những cái chậu quế thì nó xòe xoẹt, những cái phâm lá nó không theo một cái chiều hướng nào cả, nó không có form, nhìn nó rất là rối mắt. Bởi đấy là dòng lá lướt, lá rất là mềm, không có độ dày, bản lá không được to. Đó, thì từ những cái yếu tố đấy thì chúng ta mới thấy để có được những cái chậu quế nó không đơn giản một chút nào cả. Trong video này, đặc biệt em nhấn mạnh là em không có bán, cho nên không phải giới thiệu với các bác để bán nhé. Thông qua mùa hoa, chiêm ngưỡng cái dàn quế nhà mình, em muốn gửi đến các bác một cái nét đẹp và một cái phần kiến thức nhỏ về cái cây quế để chúng ta cùng nắm và hiểu được. Như chúng ta đã biết thì đối với cây quế thì nó có những cái điểm rất là đặc biệt trong thị trường cây lan. Cây quế thì hiện nó không có cái dòng công nghiệp, dòng lai hoặc là cái loại hàng nhập giống như là những cái cây cùng dòng với nó. Ví dụ như là cây nghinh xuân hay còn gọi là đai trâu, ngọc điểm, hàng thái và hàng đài rất là nhiều. Đó là sự phát triển mô hoặc là sự lai tạo rất là nhiều nhập về. Hoặc là những cái dòng như hoàng nhạn. Hoàng nhạn thì chúng ta thấy trước có một thời điểm giá rất là cao, nhưng rồi bây giờ xuống giá thấp, bởi vì đơn giản là nó đã nhân giống số lượng được nhiều từ những cái thị trường nước bạn. Riêng về cây quế em cũng chưa hiểu được về cái đặc tính sinh trưởng, khả năng phát triển và nhân mô gặp khó khăn gì mà đến hiện tại bây giờ trên thị trường chưa có dòng này các bác nhé. Theo suy luận của em thì cũng một phần là do quá trình phát triển của cây quế rất là chậm. Chúng ta thấy để có được một cái chậu quế như này thì cũng phải mất từ 3 năm. Đấy là 3 năm mà mình thực hiện trồng đấy các bác. Còn ở trong rừng khi mà lấy về cũng 1-2 năm nữa. Đó là những cái hàng từ 20 sen đổ lại. Có nghĩa là những cái thân quế rời mình thực hiện mua theo kg, sau đó thực hiện đưa vào chậu và trồng. Và sau 3 năm nó mới được những cái chậu như thế này. Tí thì em sẽ lướt qua những cái chậu từ 4 đến 5 năm, có những chậu 6 năm, để chúng ta thấy là cái độ khủng của những cái chậu quế và khi mùa hoa nở rộ thì cái lượng hoa nó nhiều như thế nào. Chúng ta đang thấy những cái mặt sàn đây là ở tầng 3 các bác nhé. Trồng cùng với những cái cây giống phi điệp thì vẫn có những cái chậu quế số lượng rất là nhiều, em để ở thường là ở bìa hay còn gọi là vách của dàn. Bởi đơn giản cây quế là cây mà có sức sống khá là tốt, nó chịu được khí hậu khắc nghiệt. Bên cạnh đó
thì nó sẽ làm cho cái tiểu khí hậu của giàn lan của chúng ta nó được ổn định hơn, bởi vì cái cấu trúc thân lá và cái khả năng phát triển của nó thích ứng được rất là tốt. Đối với những cái chậu quế thuần là nó như vậy các bác ạ. Còn khi chúng ta mua hàng kg về chúng ta bắt đầu thực hiện ghép thì đây là giai đoạn mà rất là khó khăn, bởi cây quế đang ở môi trường tự nhiên ở trong rừng, và đặc biệt là khi mà khai thác thì thường là rốc thân hoặc bẻ cành, dẫn đến cái việc mà thực hiện đưa vào chậu trồng và chăm sóc ở giai đoạn đầu là rất là khó luôn. Bởi đơn giản là những cành quế vụn đó là bị mất sức, ảnh hưởng của quá trình vận chuyển, rồi là anh em khai thác rừng cũng phải tập hợp lại đủ cái số lượng sau đó mới thực hiện mang đi bán, chứ nó không phải là một ngày hoặc là nửa ngày có thể là có được cái lượng quế để mang về đâu. Bởi vì những cái nhành quế ban đầu khi mới khai thác từ rừng về giá trị không cao, cho nên anh em phải thu thập cái số lượng lớn từ đó với mang đi xuất bán các bác ạ. Một điểm nữa em cũng muốn chia sẻ và trao đổi các bác để chúng ta cùng nắm được. Đối với dòng quế thì giá trị của nó khi mà đã được thuần và những cái chậu lớn thì nó cũng không phải là thấp đâu. Bởi đơn giản là nó trải qua rất nhiều năm tháng để có được những cái chậu quế đẹp. Và đối với những chậu quế thuần thì chúng ta sẽ nhìn được cái tố chất và xác định được nó là quế tháng 8 hay quế tháng 4, nó là bản lá xếp hay là bản lá lướt. Bên cạnh đó thì quá trình nhân giống của cây quế thì đa phần là phụ thuộc vào nguồn hàng rừng tự nhiên, chứ không ai lại đi thực hiện là nhân giống tại vườn cả đâu các bác nhé. Bởi quá trình nhân giống của những cái cây đơn thân rễ gió này thì nếu chúng ta thực hiện tác động kích vào thân thì nó lên được những cái mầm con, nhưng những mầm con đấy phải mất vài năm nó mới có thể trở thành một cái thân to được. Vấn đề thứ hai là khi cái thân kỳ đó nó phát triển thì đồng thời là cái cây mẹ cũng sẽ suy, bởi vì mẹ sẽ nuôi con và nó ngừng cái quá trình phát triển của nó. Thông thường chúng ta thấy những cái cây quế nó sinh con gọi là mẹ bồng con trong những cái trường hợp nào? Đó là trường hợp mà cái ngọn quế của mẹ nó bị hư, bị hỏng, bị thối, bị gãy. Thì trên thân đấy có thể là nó sẽ lên một cái mầm mới, hoặc là người ta thực hiện kích tác động thuốc vào. Nhưng tất cả mọi cái quá trình mình tác động vào đó thì nó rất lâu để có được những cái thân quế lớn theo năm tháng được. Từ đấy thì các bác cũng thấy rằng là để có được một cái chậu quế với cái tuổi từ 3 năm cho đến 5 năm là cái độ công phu của cái người chơi lan rất là cao luôn. Những cái chậu quế đi cùng mình thì rõ ràng một điều, mình cứ muốn gắn liền với nó mãi thôi, tại vì nó đã ở bên cạnh theo biết bao nhiêu năm tháng rồi. Hiện tại thì em cũng đang bảo tồn và phát triển tầm gần 300 chậu quế như thế này. Em để rất là nhiều và cũng không có ý định bán gì cả, bởi mình muốn tạo một cái khu vực dành riêng cho những cái dòng đơn thân rễ gió đặc biệt như là cây quế. Mùa hoa sẽ được thưởng thức, chiêm ngưỡng, và sau này nếu như những bác nào mà có đến thì được chiêm ngưỡng những cái chậu quế thật là khủng và to, để chúng ta thêm yêu cái nét đẹp của một dòng lan. Hiện tại trên thị trường thì rất ít người bán quế các bác nhé. Những nhà vườn trước kia thì thông thường người ta bán là bán hàng cây khai thác rừng. Còn hiện tại những người mà theo đuổi tiếp cái đam mê và kinh doanh cái mặt hàng này thông qua cái quá trình trồng và chăm sóc, em thấy cũng hiếm lắm, rất là ít. Bởi cái nếu xét về cái nguồn thu từ quế thì nó không cao, bởi rất là mất thời gian, khó khăn trong việc chăm sóc để nó giữ được những cái lá từ gốc cho lên đến ngọn. Và giá của nó so với những cái dòng lan khác thì nó thấp hơn rất là nhiều.
Bây giờ thì em xuống dưới nhà để cho các bác xem chiêm ngưỡng hai cái chậu quế. Đây là hai cái chậu cũng tương đối, chưa phải là to nhất. Nếu chúng ta nhìn trực tiếp thì thấy rằng là nó cũng không phải là tệ đâu các bác, rất là lớn. Chiều dài cao của nó tầm khoảng mét 2 đến mét 4 đấy các bác. Có những cái thân quế lên thì nó đi theo những cái hướng, và đặc biệt là cái hệ thống rễ của nó. Bản chất cây là đơn thân rễ gió, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng cái bộ rễ của nó rất là đẹp luôn. Nhìn có cái nét cổ thụ đấy các bác. Những chậu quế này thì nó đã đi theo em tầm 5 năm rồi. Khi thực hiện trồng từ những cái chậu quế, từ những cái thân quế rất là nhỏ, và em di chuyển tầm vài vườn, thì khi đi vườn nào em cũng mang theo. Bởi trước kia các bác biết là em không phải là ở khu vực Tây Nguyên này. Em đã từng trồng lan ở Đà Nẵng, Quảng Nam cho đến vào Tây Nguyên. Thì mỗi lần di chuyển là mỗi lần luôn dành những cái khu vực rất là ưu ái cho những cái chậu quế. Đối với hoa thì nó có cái biên độ các bác ạ. Biên độ nó nếu như quế tháng 8 thì biên độ tầm tháng 7 cho đến tháng 9 là cái mùa hoa của nó. Nhưng rộ nhất là đến tháng 8, cho nên nó mới đặt là cuối tháng 8 đấy các bác. Hai chậu lan này thì hoa nở rải rác cũng từ một tháng về trước rồi. Bây giờ thì có những bông mới, có những bông đã chớm tàn, có những bông thì có những cái chỉ còn cuống thôi. Nhưng mà lúc nào cái mật độ hoa của nó cũng rất là cao, cho nên cái lượng hương thơm ngày đêm lúc nào cũng có đấy các bác ạ. Đối với quế thì chúng ta rất là dễ để tạo ra được một cái tác phẩm nghệ thuật đẹp trong mắt anh em chơi lan. Em hy vọng tới ở một góc vườn nào đó em sẽ có một gốc cổ thụ. Từ đấy mình sẽ ghép số lượng cành quế vào để chúng ta có được một cái tác phẩm nghệ thuật đẹp để anh em cùng nhìn chiêm ngưỡng. Chơi lan thì không ai để chơi một mình cả đâu. Chơi là chúng ta cùng chia sẻ cho nhau những cái đẹp của cây lan, giới thiệu cho nhau những cái đặc tính cây, hướng dẫn chia sẻ cho nhau cách trồng và chăm sóc để ai cũng có được những cái giò lan đẹp. Nhưng một cái điều trước mắt đó là cần cho anh em nguồn cảm hứng để thấy cái nét đẹp đặc biệt của một cái dòng lan nào đó. Từ đấy chúng ta đi có một cái hướng đi nó rõ ràng, không mất nhiều về cái thời gian để quay đầu trở lại. Một chậu lan đẹp khi nó đi cùng với ta theo năm tháng, đủ về tuổi, có nghĩa chúng ta sẽ có được những cái tác phẩm cực kỳ đẹp. Đối với em thời gian tới, nếu có thời gian thì em sắp xếp quay cho các bác xem nhiều dòng lan hơn. Bởi vì đối với việc phát triển của một vườn lan, ngoài những cái sản phẩm chủ đạo nòng cốt ra thì gần như là chúng ta tập trung vào sưu tầm những cái dòng lan khác để chúng ta hiểu thêm được về cây lan, có một cái quần thể và đúng nghĩa là chơi lan chứ không phải là tập trung vào nhiều loại. Những cái khu vực như Sóc, Cáo, Chồn, rồi là Nghinh Xuân, rồi là Hoàng Hỏa Cam, có những chậu kiều rất là khủng luôn, rồi những cây hạc vĩ, hoàng thảo vôi, cây long tu, bạch nhạn, rồi những kể cả những cái cây hài, đều là những cái giống mà em cũng khá là chú trọng. Bên cạnh đấy thì còn nhiều lắm các bác. Đến một cái khu cái giàn ở phía tầng dưới của em mà chúng ta sẽ thấy được nó vô cùng rất nhiều những cái loại lan luôn. Lâu nay thì các bác thường thấy hình ảnh của em gắn bó nhiều nhất với là cây phi điệp. Phi điệp thì cũng như vậy thôi, nó là một cái dòng, tuy nhiên cái sự phong phú của nó thì lại vô cùng các bác ạ. Có thể dùng cái từ vô cùng, bởi vì mỗi cái thân phi điệp, mỗi cái khóm phi điệp và mỗi cái kiến phi điệp khi chúng ta khai thác rừng về thì không có cây nào giống cây nào đâu. Khác về thân, khác về lá, rồi đặc biệt là khác về hoa. Mỗi bông hoa có một cái điểm đặc trưng rất khác biệt luôn.
Và nếu như nói về số lượng mặt hoa ở trong vườn thì đến thời điểm này không dưới 1.000 về mặt bông. Em hy vọng video này sẽ lan tỏa được cho các bác biết thêm về dòng giáng hương đặc trưng là cây quế, và đặc biệt là quế xếp tháng 8, để anh em cùng biết về một dòng lan. Nếu bác nào mà muốn tìm hiểu thêm về những cái loại lan, quá trình trồng, chăm sóc, đặc tính của cây thì có thể vào kênh của em, chọn tab video, trong này có hơn 200 video nói về lan. Từ đấy chúng ta chọn những cái chủ đề để chúng ta thực hiện xem, nghiền ngẫm nắm được những cái nội dung liên quan đến những cái cây lan. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pulls us from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, every shot from the top. We're gonna be two hearts running wild.